Bản Hủy Hoi hiện có 64 hộ với trên 360 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, 100% là hộ nghèo và cận nghèo. Không có điện lưới khiến cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Khó khăn nhất là thiếu điện ấy, thì chúng tôi, ví dụ như cái thứ nhất thì chúng tôi dùng máy móc hoặc là cái gì nào đó, thì ví dụ như máy điện thoại thì cũng phải đi xà nhờ những hộ mà có năng lượng. Còn cái thứ hai nữa là những không có điện ấy, thì con em cũng không có điện mà học tập. Còn tối thì cứ thắp cái đèn pin để ăn cơm thôi. Thì xong là đi ngủ, không có bóng điện để sáng mà học. Để khắc phục khó khăn, một số hộ như gia đình ông Sùng A Nhà đã đầu tư từ 5 đến 6 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Nhưng cũng chỉ đủ để thắp sáng vài tiếng đồng hồ vào buổi tối và sạc pin điện thoại. Cũng có nhiều cái bất tiện cho bà con, bởi vì chưa có điện thì đôi lúc muốn sử dụng để các cỏ voi cho trâu bò hay lợn gì đấy, không có điện thì rất là bất tiện cho bà con, khó khăn. Bởi vì nếu không có điện thì ví dụ mình muốn mua một hai cái tủ lạnh hoặc cái thứ mà dùng bằng điện thì mình không có điện thì bà con không thể sử dụng được. Bây giờ khó khăn nhất là về bên điện, rất mong lãnh đạo cấp trên cố gắng để tạo điều kiện để làm được cái đường dây điện để cho bà con được mưu sinh sinh sống. Người dân Hủy Hoi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đầu tư đường điện lưới quốc gia về bản, nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng. Nguyện vọng của người dân Hủy Hoi là chính đáng. Các cấp chính quyền và ngành chức năng cần sớm đầu tư đưa điện lưới quốc gia về bản Hủy Hoi để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân vùng khó này.